Ok, start Vâng, thì hôm nay chủ đề em sẽ trình bày về Aura Commander. Thì cái này em cũng mới tìm hiểu thôi nên hôm nay sẽ trình bày mới gì cơ nữa, bản. từ năm ngoái Thì giờ gì mới gì nữa. mục tiêu của cái bài buổi học ngày hôm nay ấy, thì là sẽ trình bày để mọi người nắm được hiểu cơ bản về Aura Commander là gì này, rồi thì nó được sử dụng khi nào, và mình sẽ thực hiện một số thao tác cơ bản với nó, ví dụ như là tạo ra những component này, mở nó ra rồi thì sửa code ở trong đấy, rồi hoặc là mình sẽ xử lý sự kiện ở trong đấy nó như nào. Thì mục lục của buổi ngày hôm nay em sẽ trình bày về ba ý chính, một là tổng quan, hai là em sẽ so sánh cái Aura component này với lại một cái framework của trước của Salesforce, đó là cái Visual Pay, xem nó giống và khác nhau như nào. Và phần thứ ba thì em sẽ demo ở trên code, thì là sẽ thực hiện một số thao tác với nó. Đi vào phần đầu tiên ấy, thì mình hiểu đơn giản cái Aura Commander này thì nó là một cái framework của Salesforce, mục đích là để tạo ra các component và các application để mình sẽ giao tiếp với khách hàng, à quên nhầm, giao tiếp với tạo ra các giao diện để giao tiếp với người sử dụng. Về cái tổng quan cấu trúc của nó ấy, thì ở đây thì nó cũng sẽ gồm, mình sẽ chủ yếu thực hiện ở phần ở dưới phần client và dưới phần client và phần server. Thì ở dưới nó cũng giống như là ở bên Visual Pay ấy, thì nó sẽ gồm có một cái phần là phần view. Ở đây thì nó là sẽ gồm có một cái file component, một cái file CSS để tạo ra các giao diện. Rồi thì phần controller thì nó sẽ có một cái file JS, file JavaScript để xử lý các để là nơi xử lý các sự kiện của nó. Thì nhưng mà ở đây nó khác với cái Visual Pay một chút, thì ở bên Visual Pay ấy, thì cái chỗ controller này thì nó sẽ viết bằng Apex, còn ở bên Aura này thì nó sẽ viết bằng JavaScript. Thì một cái đại loại khi mà mình đây là một cái ví dụ để tạo ra cái Aura Component này, thì nó sẽ có một cái giao diện tương tự như này, nó sẽ giống như này. Chuyển tiếp đến em sẽ trình bày về sự so sánh với lại Visual for Pay như nào. Thì ở đây thì mình thấy một số cái điểm khác nhau giữa Aura Component với lại Visual for Pay ấy. Thì ở cái cách tạo giao diện, về cái cách tạo giao diện ở bên component này thì mình sẽ tạo ra nhiều các component nhỏ, rồi mình có thể kết hợp nó lại với nhau để mình tạo ra một cái trang lớn hơn. Còn ở bên Visual for Pay thì từ trước giờ mình làm thì mình sẽ tạo hẳn ra luôn một cái pay lớn. Rồi thì cái phần thực thi code của bên Aura Component đấy, thì em thấy rằng là nó sẽ chủ yếu nó sẽ thực thi ở phần phía dưới, phần phía client của mình. Còn ở bên Visual for Pay thì nó sẽ thực hiện ở bên phần server. Thì mình có thể dựa vào hai cái cấu trúc này mình nhìn thì mình sẽ thấy được sự khác nhau giữa Visual for và Aura này. Ví dụ ở bên Visual for này của mình, thì ở cái phần server và phần client và phần server này, thì ở bên dưới khi mà mình bên user ấy, thì nó có một cái request, nó yêu cầu một cái request, thì ở bên server nó sẽ thực thi hết những cái code ở trên phía server, và nó sẽ render ra cái HTML và gửi về cho mình ở dưới client. Tức là ở dưới client đấy nó sẽ nhận được cái HTML này và nó sẽ hiển thị lên trên trên web browser của mình. Thì giả sử như là sau khi nhận được rồi mà mình lại có một cái request khác, thì nó sẽ thực hiện lại một cái vòng như này, từ 1 đến 2 đến 3 này. Còn về phía Aura của mình ấy, thì bên Aura ấy, thì khi mà một cái dưới cái web browser này nó có một cái request lên, thì ở trên này nó sẽ tổng hợp code và nó sẽ gửi lại cả một cái folder component cho mình. Thì về mình sẽ render cái HTML này ở phía dưới client này,
và mình hiển thị ra browser ra cho phía người dùng. Thì khi mà mình nếu mà mình có một cái thao tác mà thay đổi cái trạng thái của nó ấy, thì nó cũng sẽ thì thực hiện lấy luôn ở những cái phần mà HTML render này, rồi nó sẽ hiển thị luôn ra cho người dùng ở phía dưới này. Thì đấy là cái phần lý thuyết em trình bày về Aura Component. Thì đến đây mọi người có vấn đề gì không ạ? Thứ nhất là quay lại cái trang trước. Quay lại trang trước. Đây này. Thứ nhất đây em nói là gì? Visual for PD chỉ có tạo một trang lớn thôi. Cái đấy cũng không hẳn, đúng không? Thứ nhất Visual for PD nó cũng có cái cơ chế là nó cho phép em tạo các component. Nó gọi là gì? Visual for component. Rồi là em Vâng, sẽ thì tích hợp hình như là nhiều include nó vào một trang lớn, đúng không? vâng, thì mình cũng có một cái thẻ là thẻ include ấy, nhưng mà thường thì mình làm việc với nó thì mình cũng sẽ chỉ include một trang hoặc hai trang ấy. Thì còn ở Aura Component ấy thì nó thậm chí là nó có thể, tại vì nó đã tối ưu hóa cho cái việc mà mình sử dụng nhiều component ấy, nên thậm chí là cả nghìn component vào ở một trang ấy thì nó vẫn sẽ hoạt động mượt mà. Còn ở bên Visual for Pay thì thường là mình cũng sẽ chỉ include một hoặc hai trang thôi. Mà nói thật là anh chưa include 1.000 component bao giờ mà mày đã dám kết luận 1.000 cái chạy mượt mà anh cũng Thì đấy là cái câu đấy thì không phải là em nghĩ ra mà là em Thứ đọc ở trên tài liệu của Salesforce thì người ta nhất nói thế, mình hiểu vậy. ấy, là anh đã thực ra ấy, chưa thực tế nhưng mà là gì anh đã có cancel thực tế là gì anh include cái calendar list vào cái thằng component này này anh tạo một cái component và anh include hơn 100 cái hiểu không? Thì thứ nhất là thằng Shopfork là nó có giới hạn là em không cấy em không ấy, kéo 100 cái can lên distro vào đúng không? Đấy là cái giới hạn của nó. Thế nên là anh không nghĩ là gì nó cho phép em kéo hơn 1.000 cái đâu. Đấy. Đấy. Anh có một cái dự án mà thực tế là như thế. Mặc dù là có 1.000 cái nhưng mà là gì ở mốt này nó chỉ hiển thị hai cái mốt này hiển thị hai cái nó 1.000 ba tảng hiểu không? Không làm được thế nên là gì? Về sau chỉ cần build một component và thay đổi parameter để nó hiển thị cơ chế xoay chứ không phải kéo một cách vật lý như thế vào. Đấy. Thứ nhất em biết là gì kể cả ở phía client đấy mình bởi vì là gì hai thằng cái concept nó khác nhau một cái là thin client một cái là thick client biết thin client với thick client là gì không thin có nghĩa là Không. mỏng hiểu không thick có nghĩa là dày có nghĩa là gì ngày trước ấy, cơ chế là gì mình xem build ít các logic ở phía phía business logic ở phía client thôi và mình tập trung vào server đúng không? Vâng. Ngày xưa khi mà nếu mà cái main concept của thằng Visual for PHP đấy. Đấy. Nhưng mà sang Aura thì concept nó ngược lại là gì mình sẽ build rất nhiều legacy những cái con xử lý phức tạp ở trên trên client để nó giảm tải ở phía server. Đấy mới là cái concept mà khác nhau. Thế nên nhưng mà ngược lại là gì bọn em biết là gì browser nhất là AI các thứ ấy, nó lại có nhiều cái limitation về cái làm sao về cái kết cũng như là cái mà memory ở phía client đấy so với Chrome hay là Firefox các thứ thế nên không hẳn là gì mình build thích client mà một đến 1.000 component nó vẫn chạy đâu anh không nghĩ như thế đâu đúng không Shell4 nó cũng có những cái giới hạn của nó mà không chỉ là Shell4 đâu nhé dùng các framework khác mà giống như kiểu Aura Component mà tập trung vào build thích client ấy, thì là gì chắc chắn nó sẽ phải nên là gì build một cái hệ thống bao giờ mình cũng phải cân nhắc giữa client và server để mình cân bằng xem là gì à cái show đi này mình dép ở đâu cái page này cả một cái page này nó nặng như thế nào mình sẽ phải cân bằng mình thiết kế chứ không phải mình cứ nghĩ là đơn giản là client nó chèn được vào bao nhiêu là cứ thế mà mình tập trung vào đấy chắc chắn là nó sẽ đai ngay đấy là thực tế đấy nhá Vâng, thì mình sẽ hiểu rằng là mình có thể build được nhiều component vào trong trong một cái trang lớn. Vâng, ngoài ra thì còn gì không ạ? không bạn khác nào có comment thì comment đi chứ bởi vì Thì so sánh nếu này mà anh một thấy là mấy cái khái niệm so sánh này
em viết nó cũng kiểu mập mờ, nó cũng không phải 100% nữa, nó rất là ai Vâng. mai với mọi người. Tại vì em thì tại vì cả hai cái này thì em cũng vừa mới tìm hiểu, cho nên là ở đây em so sánh là theo cái ý hiểu của mình, tức là những cái mà mình trực tiếp nhìn thấy. Ngoài ra còn cái gì khác thì mọi người có thể bổ sung giúp em. Em hỏi một chút ạ. Anh Thắng là trước anh quen làm Facebook page đúng không ạ? Tôi cũng mới tìm hiểu cả hai cái mảng Thắng này xeo thôi, chứ phỏng cũng mới em chưa ạ. là Hiểu không? Mới hẳn Thắng luôn trước hả? Java với làm bên mobile chứ cũng không hẳn về bên xeo phỏng đâu. Em thì em làm Aura Company là nhiều nên là em chỉ xin sửa một chỗ là về cấu trúc view với cả controller ấy ạ, thì em thấy là cả hai cái này nó đều tương đối giống nhau, tức là không phải là Visual Fox, tức là Visual Fox Page với cả Aura Component thì nó đều có một cái component, nó đều có một cái file kiểu HTML nó để nó chỉ định ra cái cấu trúc trang, xong rồi có một cái controller ở phía client thì đều viết bằng bằng JavaScript. Chỉ có hơi khác một tí là ở Visual Fox Page thì cái code của cái controller đấy thì nó nằm ở trong cái file HTML luôn. Nó nằm trong cái đoạn trong hai cái thẻ script. Còn Aura Component thì nó được tách ra một cái file JavaScript riêng. Còn controller về phía server thì nó đều viết bằng Apex. Thế vậy. Tại vì ở bên mà Visual For Pay ấy thì mình có hai loại controller, một cái là mình sử dụng cái standard của nó sẵn rồi ấy, và cái thứ hai mình sử dụng cái custom controller của mình ấy. Thì trong cái phần custom controller ấy thì mình sẽ viết, thì theo tôi hiểu thì nó sẽ được viết bằng Apex, là cái ngôn ngữ Apex luôn ấy. Đúng đúng. Thì là cấu trúc nó sẽ kiểu như này, tức là Apex nó sẽ làm việc luôn với cơ sở dữ liệu và nó nối với cái view vào đây luôn này. Nó sẽ không thông qua cái thằng controller JavaScript, tức là nó không có cái phần này luôn. Thực ra cái Nghĩa là nó sẽ controller nó JavaScript chiếm ID. chỉ là cái cấu trúc để Vâng. nó phân nhỏ ra thôi, em hiểu đơn giản như thế. Bây giờ trên Visual For Page em viết thêm mấy cái hàm JavaScript vào thì mình cũng có thể gọi nó là controller JavaScript được, đúng không? Với lại là gì, chẳng hạn như cái dự án, nói tắt thôi nhé, dự án J mà em đang làm ấy, ở phía Vâng. Visual For Page ấy mình có dùng các thẻ chuẩn của nó đâu, mình dùng toán kiểu là Angular JS đúng không, thì cái chức năng của nó cũng tương tự như cái thằng controller JavaScript trong Aura này, em cũng thể build được theo cấu trúc này mà, đúng không? Thế nhưng mà là gì, cái thằng Aura thì nó hay hơn thằng Visual For Page, có nghĩa là gì, nó phân nhỏ ra như này ấy, có nghĩa là gì, em là một cái team mà collaboration với nhau ấy, ví dụ như là thằng Thiệp là gì chỉ có dev được Apex đúng không, em dev JavaScript, thằng Hiếu dev HTML đúng không, thì là các file nó phân phân rõ ra như thế rồi, thế nên là gì, cả một team cùng làm việc chung được cùng một lúc đúng không, chứ còn Kiểu như như thằng không Visual không For Page ấy thì là gì, nếu mà theo chuẩn của nó thì là gì chỉ có một người sờ vào được nó đúng không, clip. về sau lại phải mệt này nọ rất là phức tạp đúng không. Đấy. Với lại là gì, nói sâu nữa là gì, nó còn cơ chế là event driver driven ấy, có nghĩa là gì, nó build các cơ chế để mà nó kích, nó gọi các component với nhau có thể bằng các event đúng không, từ cái event này nó kích thì là gì, nó sẽ côn tới một cái component khác, nó truyền parameter này nọ, thì là gì, nó thuận tiện hơn là cái thằng Visual For Page. Visual For Page cũng có thể build được component nhưng mà là gì, chỉ có truyền được gọi component kia bằng cách là gì, include trực tiếp vào cái page và làm sao truyền nó bằng cơ chế là attribute thôi, truyền thuộc tính vào cho nó thôi. Đấy, nó cũng giống như cái HTML mà basic ấy, nó có cái thẻ include ấy, đại loại như thế, ý nghĩa là chứ nó không flexible được bằng 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 thằng Aura này. Cho em dùng như thằng thằng Aura component lần đấy, thì bởi vì nó xây dựng theo cấu trúc là từng component nhỏ một đấy trên trong một page đúng không? Thế cho nên là khi mà có một sự thay đổi gì đấy thì mình sẽ chỉ thay đổi ở trong một component đấy thôi. Có Đúng. nghĩa là mình không lốt lốt lại toàn trang đúng không? Nó kiểu như là mình gọi một cái Ajax cho cái ví dụ và space ấy. Đúng. Thay đổi một phần phần thôi đúng không? Thì nó sẽ nhẹ cho cái loading của page loading Đúng nhiều, rồi. đúng không?
nó không phải lốt lại. Nó là giống kiểu cơ chế Ajax đấy, đấy. Ajax. Lốt một phần rồi. Như thế mình sẽ giảm thiểu cái việc cái việc ví dụ mình Ừ. dùng Ajax suốt thì mình làm như thế thì nó rất là tốn công đó. Ừ. Viết viết JS rồi là lấy dữ liệu lên rồi là viết rất là tốn công. Ừ. Nó không nhanh như là Aura. Ừ. Hoặc là nếu mà nói như thế, ví dụ nó có hai component ở trên đấy, đúng không? Nếu mà hai component đấy gần như là độc lập nhau ấy, trên một cái page đấy, thì khi mà mình khởi động nó là hai component nó chạy song song đấy, đúng không? Ừ. Nhưng mà nếu mà Tốc độ như sẽ nhanh hơn. ông gì ông visual for page đấy, đúng không, là mình sẽ phải côn tuần tự, đúng không, lốt tuần tự đấy. Rồi, em hết rồi. Tiếp đi. À, thì mình sẽ thực hiện tiếp nhé. Thì đến với phần thứ ba này thì em sẽ trình bày demo code. Thì mình sẽ thực hiện một số thao tác với lại Aura Component. Thì cái đầu tiên là mình À, mà sẽ anh bổ sung một ý nữa là gì, làm việc với component đấy nó hay một cái là gì, mình có thể cái việc mà reusable, có nghĩa là tái sử dụng ấy, là nó tốt cho cả dự án cũng như là các dự án về sau, đúng không? Bọn em chỉ cần build một component, bọn em có thể sử dụng lại cho các dự án khác nếu mà bọn em build một cách mà tổng quan, đúng không? Vâng. Rồi ngược lại bọn em cũng có thể bán cho người khác, người ta sử dụng vào dự án của người ta thì nó hơn cái thằng VF là chỗ đấy. Vâng. Thì rồi em sẽ thực hiện tiếp nhé. Thì đầu tiên này em sẽ tạo ra một cái Aura Component mới. Thì về cái cách tạo component ấy thì nó có sẽ có hai cách. Một là mình sẽ sử dụng luôn cái dev console ở trên của self forget. Hai là mình có thể sử dụng cái extension ở trên Visual Studio Code. Nhưng mà hôm nay thì ở cái buổi hôm nay thì em sẽ demo ở trên dev console. Thì để thao tác mình thực hiện tạo ra một cái Aura component ấy thì new, trong phần new chọn lighting component, đặt tên cho nó ở đây, ví dụ như đây là example 2 chẳng hạn. Mình submit thì mình sẽ thấy là nó sẽ ra một cái file chào này, một cái file component này. Khi mà mình nhìn ở bên tay phải này thì mình sẽ nhìn thấy những cái file của nó mô tả đây, ví dụ đây là file component đuôi chính PPM này. Nó là những cái file giao diện, mình sẽ code giao diện ở đây. File thứ hai đó là file controller. Controller ở đây là file JS này, ví dụ ở đây là nó đặt tên là example2controller.js. Thì ở đây là những cái file JavaScript mình sẽ để xử lý cái để mình xử lý những cái event, những cái thao tác ở trên cái view controller. Cái helper này thì nó cũng là một cái file JS, nó tương tự như là cái file controller trên này, nhưng mà nó ở đây thì theo concept của cái Visual Forget thì của Aura này ấy, thì là những nó có tạo ra nhiều component. Thì giả sử như những cái phần xử lý nào mà mình xử lý chung cho các component với nhau ấy thì mình sẽ để vào chỗ bên helper này. File thứ tư là file style. Style là một cái file CSS để mình tạo ra các style cho cái giao diện của component ở bên này. Ngoài ra những cái file 5, 6, 7, 8 này, document này, render, design này, SVG này thì em cũng chưa tìm hiểu ra, nếu mà mọi người biết thì mọi người bổ sung giúp em. Sau khi mình tạo ra một file mới thì mình thực hiện thao tác là ví dụ mình đã có sẵn một cái component thì mình sẽ mở ra như thế nào. Thì em lấy thì ở trên alo em bị out rồi đúng Vâng, nghe mà nào. Nói đi, mọi người đang nghe rồi đấy. đâu vậy? Em lại tưởng em bị out. Tiếp theo khi mà mình mở ra một cái component có sẵn thì mình sẽ chọn file
open line lên chỉ số. Vừa đấy là mình tạo ra cái example 2, ở đây mình chọn là example 2 open thì nó sẽ tạo ra mở ra cái file vậy. Ở đây mình sẽ bắt đầu thử thực hiện. Thế là sau khi xong này thì em sẽ thử thực hiện xem là mình sẽ tạo ra một cái thay đổi ở trên giao diện và mình sẽ xem nó xem cái preview của nó như thế nào. Ví dụ ở trên file phần component này thì em bắt đầu thay đổi giao diện. Đây. Rồi. Để mình có thể thực hiện, mình có thể xem được cái phần này thì mình sẽ cần phải tạo ra được một cái aura, cái component app nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ gọi cái component đó ở đây. Tìm xem. Sau khi gọi được ở đây mình sẽ có một cái nút preview ở đây. Khi mà mình click vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái trang cho mình xem. Ở đây ví dụ như ở đây mình sẽ nhìn thấy là cái thay đổi của mình. Vừa nãy mình thêm lịch sử Hello World, nó sẽ hiện ra ở đây. Tiếp theo để em sẽ demo tạo ra một cái giao diện đơn giản và mình sẽ có trên đó nó sẽ gồm có một cái button và khi mà mình click vào button đấy nó sẽ thực hiện một cái đoạn code để xử lý cái event đấy và thực hiện thay đổi trên màn hình. Thì ở đây em đã code sẵn. Cái thời gian thì em đã code sẵn một cái aura component là cái symbol 1. Em mở lên. Example 1. Thì ở đây nó sẽ gồm có hai cái button và nó có ở đây mình sẽ gọi một cái xử lý sự kiện on click ở đây đó là cái handle click, cả hai cái đều thực hiện như này. Và bên phần controller đây mình sẽ viết sẵn một cái hàm để mình xử lý cái sự kiện này, đó là cái function handle click. Bước đầu tiên là mình sẽ lấy ra xem là một trong hai cái button đấy thì button nào sẽ được click bằng cái lệnh này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái label của cái button đấy và mình sẽ gán vào cái phần view, cái V này tức là view cho phần messenger. Đây là view messenger đây. Và mình sẽ hiển thị cái đoạn text đấy ra ở trên giao diện màn hình, đó là messenger of the day, là cái phần label, là phần label 1 này hoặc là phần label 2 này. Bây giờ em sẽ thực hiện chạy demo. Mình sẽ gọi ra đây là example 1. Đây thì cái phần giao diện nó sẽ như này. Thứ nhất là cái phần đoạn text ở trên, nó chính là cái code, nó chính là code này. Đầu tiên là phần text, cái phần P này. Đây tiếp đến là một cái phần gồm có hai button, button 1 và button 2. Giả sử khi mà em click vào button 1 thì nó sẽ lấy cái text là you look ngay đây và nó sẽ chèn vào trên này. Hoặc click vào button 2 thì nó sẽ lấy cái phần label của cái button 2 thay đổi vào đây. Thì đấy, để xử lý sự kiện, để xử lý sự kiện của mình thì mình sẽ tạo ra một cái hàm, tạo ra một cái hàm bên controller và mình viết ở đây. Mình sẽ mapping từ bên này sang
container bằng cú pháp như này, tức là ở trong phần số ngoặc này, thăng controller và chấm than controller và chấm cái tên hàm viết ở bên này. Đến đây thì em đã demo xong cái phần mà xử lý cái phần event này, và phần cuối thì em sẽ demo một cái ví dụ lớn hơn một chút để nó thể hiện là giữa các component nó giao tiếp với nhau như nào. Giả sử mình sẽ tạo ra một cái page nó gồm có hai component nó trao đổi với nhau. Thì ở đây em đã tạo sẵn ra một cái, đó là một cái trang exit này. Khi mà chạy nó sẽ có một cái cấu trúc như này. Thì ở đây em tạo ra, thứ nhất đây là một cái phần component này, nó sẽ tạo ra một cái form cho mình. Khi mà mình điền những cái thông tin vào đây thì nó sẽ đẩy cái thông tin mà mình đã ấn đăng ký này xuống cái phần component thứ hai, đó là một cái phần cái nít. Lấy ví dụ như này, click thì nó sẽ tạo ra một cái item ở dưới. Đây là một cái list. Nếu mà mình tạo ra thằng thứ hai thì nó sẽ tạo ra item thứ hai như này. Thì cái phần mà component thứ hai đây là một cái list, thì trong cái list này mỗi item nó sẽ lại là một cái component riêng, là một component con nữa ở phần trong như này. Thì bây giờ mình sẽ thử xem cái phần code của mình ở bên kia nó như nào. Ở đây là component explicit. Đây là cái phần giao diện của nó. Đây là phần phần giao diện. Thứ nhất là phần header. Phần header tương với lại phần này. Phần header này của em, nó sẽ gồm có một cái icon này. Một cái icon ở đây. Và tiếp đến là hai cái text explicit và my explicit là đoạn này. Tiếp đến là ở sau mình sẽ tạo ra một cái phần form. Form đây là cái đoạn code từ đây đến đây này, em sẽ tạo ra cái form. Trong này nó gồm có tên này, amount, client, rồi date và cái button này. Còn cái phần phía dưới này, component ở dưới, em gọi, đây em thực hiện một cái lệnh gọi đến một cái lần nhỏ hơn, đó là explicit list này. Thì để xem được cái phần explicit list này thì lại mở nó ra. Đây, đã tạo sẵn ở đây. Cũng có phần controller. Phần explicit list này thì nó cũng gồm có list, và mỗi cái phần list con của nó thì em lại gọi đến một cái phần có một lần nhỏ hơn, đó là explicit item, là một component. Em mở ra explicit item đây, và đây là cái phần thực hiện giao diện, cái phần code giao diện để cho cái phần item chính là một cái phần như này, là một cái item con ở trong cái list này. Và những cái phần này nó giao tiếp với nhau như thế nào? Đầu tiên là ở trên cái phần form của mình ấy, sau khi mà tạo ra, khi mà em tạo ra một cái list thì em sẽ chèn vào cái, khi mà tạo ra được một cái record ấy, là cái new Exhibit này, thì em sẽ chèn vào trong cái mảng này. Chèn vào trong cái mảng này, và cái mảng này sẽ được sử dụng ở phần list.
ở trong div này nó sẽ sử dụng cái thằng vv là cái view này chấm explicit này, và nó sẽ hiển thị được toàn bộ data ở đây. Vâng, thì của em trình bày đoạn code ở đến đây thôi, thì mọi người còn có thắc mắc gì không? Đây chỉ tương tác trên giao diện được, không có xếp vào database cả thứ. Đã không, thì ở đây demo thôi, thì nó ở đây em thực hiện thao tác ở trên giao diện thôi, chứ không có lưu vào trong cơ sở dữ liệu. Thế ví dụ thay vì tạo cái app để demo này có thể kéo vào các page chuẩn của Shopify để mà show các component này lên đó. Mình có một cái trang cái này em thao tác rồi nhưng mà đã quên mất rồi. Ở đây đợt trước thì em có làm thì nên là mình sửa được ở đây luôn đúng không anh? Edit page này, và mình có ở đây em có chèn ra được một cái item, và mình có chèn ở đây, ví dụ ở đây em có làm ra, tạo ra được một cái hello world này chẳng hạn này, em kéo được vào đây này và em save vào nó lại, thì khi mà ở bên ngoài này cái màn hình home page này của mình ấy, nó sẽ có một cái component như này, thì cái này thì có đúng ý của anh nói không ạ? Đúng. Thế nên là Vâng. gì cái mà cái presentation của em nó rất là cái gì nhỉ? Nó rất là sơ sài. Nó không hiểu là gì, mọi người cứ tạo component ra để làm gì, đúng không? Tích hợp vào Vâng. nó như thế nào? Mục đích của Shopwork là gì? Dựa trên một cái base platform của nó, mình tạo các component hay tạo các custom application, và nhiệm vụ của mình sẽ phải tích hợp vào để cho khách hàng sử dụng, đúng không? Thế thì cái việc tích hợp nó vào như thế nào em chưa có nói, đúng không? Cơ bản em nói mỗi lần đem component nó giao tiếp với nhau, thế component cuối cùng output của nó là cái gì, đúng không? Nó sẽ được sử Ừ. dụng ở đâu, những nơi nào, làm thế nào để tích hợp nó vào. Thế vì làm sao để mà show được cái Hello World component ở trong cái edit page vừa xong? Nó phải có thuộc tính gì, phải định nghĩa nó như thế nào thì nó mới hiểu được chứ. Hay là cứ build, ví dụ hai cái component example của em vừa xong nó có nhìn được ở trong cái edit page vừa xong á? Không 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 nhìn thấy, em cũng không, tức là đoạn này học qua rồi nhưng mà quên nó làm như nào, anh chỉ lại giúp em, Đúng không? tức là làm sao để nó có thể hiện thực thị ở được ở cái chỗ Đúng custom này rồi, này đúng rồi. thì mình mới có Nhưng thể kéo mở được cái thằng vào. Hello World ra. Dạ. Mở mở cái thằng component Hello World đi ra xem nó định nghĩa cái gì trong đấy. No. Mở bằng cái developer console này. Mình chưa hello vào cho nó cho lên đó. Đây là đấy không phải là ông ra. Em nghĩ nó chính là cái hello message. Hay đặt Để tên cho component mình. là khác. Click vào nhờ. Ôi anh đã tiền tháng rồi kìa. Hello. Mở quay lại cái edit page vừa xong chưa nào, xem click vào cái Hello World bên tay phải ấy, xem tên component nó là gì. No, click vào nó rồi là dịch chuyển sang bên tay phải. Tại sao em đang click vào cái Hello World em kéo bên trong cái kia rồi chuyển sang bên tay phải, tên nó là gì bên tay phải kìa, Hello cái gì kìa, page Hello gì, cho màn hình nhỏ lại, mày cho to như thế mọi người nhìn sao được. Anh không nhìn thấy. Đây.
Đúng, nó tên Hello World mà. Cái này tự đeo vậy là lồi đồ ra đấy. Cái này em tự đeo mà cái này làm từ lâu rồi nên cũng không nhớ nữa. Cái Hello World đó có khi nào là ở kia LWC không? Nó là custom. Hay là lighting web complement. Như kể cả lighting web thì mình cũng có thể nhìn được ở chỗ chỗ này chứ không? Lighting web của mình làm sao mình nhìn được trên đấy? Dép bằng VS Code các thứ thì phải dép được chứ. Để em thử nhìn cái thằng Hello World để xem nó như Một cái mà để nó hiển thị ở trong Lighting App Builder hay là tab là lúc tạo app nó có mấy cái tích đúng không anh Hòa? trong ngay component ấy, chứ không phải app. App này chỉ là gì khi mà em muốn build một cái À, app riêng thì không, em không không, có ý em dùng. không phải là app mà lúc mà tạo cái class, tạo cái aura ấy, nó có mấy cái tích. Anh Hòa, Ở trong cái anh thẻ Thiệu, Aura ấy, lộn, anh Thắng ơi, anh bấm add new một cái aura lightning giúp em. component Lightning ừ. Đấy bên dưới nó đấy. có mấy cái tích này đúng không anh? Đúng Khi mà rồi. tích vào là nó cho phép đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thế nên là gì? Những cái mà được kích vào thì nó sẽ viết vào trong cái extens ở trong cái Đúng rồi, nó sinh ra trong cái file HTML ấy, còn fix ấy. nhưng mà anh Nên trường hợp ví nó dụ như trường hợp mà lúc tạo mình quay tích đi nhưng mà sau này mình muốn sửa thì sao anh? Vào trong file meta sửa hả? đúng rồi, metadata em mới include được vào mà em định nghĩa được À. nó là gì, nó sâu ở trên cái gì detail page hay là home page các thứ em định nghĩa được. Thế nên mấy cái đấy cũng phải học nhỉ, đúng không? Bây giờ tự dưng khách hàng nó bảo mày tạo cho component, tạo xong rồi nó bảo đưa đây, thế làm sao sâu được lên, cuối cùng bảo tao học tao quên rồi. Chán mấy thanh niên quá. Giờ để em cứ nhìn cái trang này xem không đúng Thế không nên ấy, những cái demo này của em này này, Expensive Up này này, là những cái application mà em build ấy, em không có dùng ở trong nội bộ của Salesforce, đúng không? Em public ra giờ là gì? Dùng một cái app custom riêng luôn. Không có dùng một cái chức năng gì của CRM cả. Thì là ok. Nhưng mà bây giờ phần lớn là hơn 90% là tích hợp vào CRM chứ không phải là build những cái app ngoài này. Ok. vâng. Thế nên phải biết là mình build xong mình dùng nó như thế nào, đúng không? Mình tích hợp nó như thế nào. Ok, bọn em có ý kiến gì không? Hiếu có ý kiến gì đi? Nói chung cơ bản thì em nghĩ thế cũng ok ạ. Về cái việc mà muốn sử dụng thật thực tế ở trên cái trang của Salesforce thì em nghĩ là cũng đơn giản thôi, thì mình vào một cái tab nào đấy đúng, vâng đúng kiểu như thế này, hoặc là anh có thể mở một cái tab của cái account chẳng hạn, xong anh kéo thả cái component để vào là thành thành ra là đấy là sử dụng luôn đấy. Nhưng mà em nghĩ là đúng như anh Hoàng nói là giả sử như là mình đang ở cái component của mình đã đang ở trên một cái trang của account chẳng hạn, thì nó tự động nó sẽ có cái cơ chế đấy tự động nhận được cái account ID đấy, thì nó có thể dùng để request dữ liệu như thế, sau xử lý theo đấy, thì cái đấy em nghĩ là nên tìm hiểu thêm một chút. Nên là gì, anh nghĩ demo phải 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 mang cái tính nó gọi là tích hợp chứ không phải là component đơn giản. Mình kéo vào rồi đúng không? Ví dụ trên đây nó gọi là detail page đúng không? Account detail page đúng không? Ít nhất cái tối thiểu là gì? Nó sẽ nhận được cái thằng account ID chẳng hạn. Từ cái thằng account ID nó sẽ làm sao, nó sẽ mở rộng, nó query dữ liệu ra đúng không? Detail ra đúng không? Để nó xử lý trên component đấy. Thì nó mới có ý nghĩa chứ, đúng không? Em demo mỗi Hello World em vào Hello World chào mọi người thì hết, nó chả mang tính gọi là customize CRM gì cả. Vâng, cũng là do là em chưa tìm hiểu được nhiều ấy, nên là chưa demo được cái đấy.
Sau buổi hôm nay thì sẽ tìm hiểu thêm để làm thêm. Thế nên anh nghĩ thắng ấy, cái siêu cửa đài của em ấy, em mang về nhà em tìm hiểu ấy. Thứ nhất em phải tìm hiểu thêm cho anh nữa là gì, em chưa có nói nhiều về cái mấy cái xử lý event em nói là cái button nó click nó làm cái gì, đúng không? Còn ví dụ như những cái event handler handler là nó như thế nào, đúng không? Nốt những cái kia keyword về event handler nó như thế nào để tương tác giữa các component với nhau. Rồi là thứ hai nữa về security, đúng không? Ví dụ như visual for page là gì, em có thể chọc vào cái DOM của nó sau khi mà nó render ấy để em customize các thứ được, lấy các thuộc tính của nó, đúng không? Nhưng mà là gì, thằng Ora này nó rất là KBC, đúng không? Không phải cái nào em cũng chọc vào em lấy được đâu, đúng không? Từ component này em can thiệp vào component khác không phải đơn giản đâu. Đấy là những cái mà nốt vào cần về tìm hiểu sâu cho anh. Vì sao Fox nó build một cái hệ thống, nó cái platform của nó là gì? Reliability có nghĩa là gì? Có nghĩa là reliability có nghĩa là gì? Mang tính tin cậy cao. Thế nên là gì? Nó rất là chú trọng đến security. Mà mình hướng tới là một cái người mà tư vấn kỹ thuật đấy, à, Shell ấy, mình mà không giải thích được cho khách hàng vì sao phải dùng Shell thì là đấy là cái mà không 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 gọi là tư vấn, đúng không? Chỉ đơn giản mình là developer dev bình thường. Những cái đấy phải chú trọng khi mà học về platform các thứ. Nốt mấy từ khóa đấy vào tìm hiểu đi. Vâng, em để rồi thì sau buổi hôm nay thì em sẽ tìm hiểu thêm Rồi về sau bản này còn thân. Lightning Web Component. Tại sao bây giờ Aura Component đang dev rất là đơn giản, tự dưng lại sinh ra ông Lightning Web Component làm gì? Mình học mình nên hiểu ý nghĩa của nó, mục đích của người ta chứ. Đâu chỉ dev đâu. Thế mình phải đào sâu để chứ, học và để đào sâu chứ. Học overview thì ai chả học được, lên chơi hết này. Vọc 1 2 ngày là xong. Ok, mọi người có ý kiến gì hỏi thắng nhỉ? Nhắc Xin đến Denis cho em hỏi một câu thôi ạ. Nãy anh Thắng cũng có hỏi là cái chỗ mà lúc tạo tạo component nó sinh ra mấy cái file designer SVG documentation ấy. Thì cho em hỏi ý nghĩa về cái đấy luôn. Em mới dùng đến designer thôi, còn documentation với cả SVG em chưa dùng bao giờ nên kiểu em cũng không biết nó làm cái đấy. mấy cái chỗ SVG, mấy cái chỗ SVG là em định nghĩa mấy cái file mà liên quan đến icon ảnh các thứ ấy. Ví dụ như đây này, thằng Thắng này nó đang định nghĩa icon, nó gọi ra cái thằng icon chuẩn đúng không? Về sau em có thể định nghĩa các thứ thì em gọi vào đấy. Rồi document kia thì thực ra là nó dùng để mô tả về cái component này thôi. Thì khi mà em delivery cho em bán component chẳng hạn đúng không? Em sẽ cần phải có mô tả về nó chứ đúng không? Người ta mở ra người ta cũng phải biết là gì. Nó có gồm những cái phần thành phần gì đúng không? Chứ còn thực ra bây giờ anh thấy là giờ các công ty dev thì đa phần là gì? Dev để phục vụ cho dự án của họ, thế là xong rồi đúng không? Chứ không phải là mục đích gì. Vâng, nên em chẳng bao giờ dùng hai cái này luôn ấy. Vì SVG kia Dùng thì cái bên SVG đó là dạng phải ảnh nó nhẹ hơn theo kiểu nói chung ví dụ như bình thường file file GIF nếu mà đưa chấm GIF nó sẽ là máy mê lặng đúng không, mà chuyển qua kiểu SVG nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Ủa nhưng mà anh ví dụ như trường hợp mà mình có nhiều file thì sao anh? Nhiều file em định Nó nghĩa ở trong là đấy cho em gọi nó ra gì đâu. chỗ bát rồi anh. Bát gì? À, anh Thắng là anh mở lại cái file SVG giúp em không? Tại vì ở đây nó mới định nghĩa như thế này thôi nè. Trường hợp có nhiều file thì sao? Nhiều file. Thì em xuống dòng thôi, em lại SVG. À, xuống chỉ cần xuống Nó là dòng các thôi. thẻ thôi gì đó. Ok.
em định nghĩa được cái content của SVG trong đấy, xong là trong cái component, trong controller hoặc là cái helper ấy, em có thể gọi được nó ra mà. Đúng không? Ví dụ Ý là component.file. cái format của SVG thì em biết, nhưng mà Ừ. cái định nghĩa làm thế nào nhiều file trong cái file định nghĩa này thì Ừ. chỉ cần anh chơi xuống dòng như thế là được rồi. Ừ. Ví dụ em cho nó vào một cái thẻ span chẳng hạn, đúng không? Trong đấy nó có ví dụ aura ID em định nghĩa là SVG content 1, SVG content 2. Thì trong component này em sẽ component, ví dụ em khai báo một cái biến SVG content 1 bằng component file trong SVG content 1 chẳng hạn. Xem sẽ tìm được chính cái element đấy thôi. Thì em lấy được cái định nghĩa của nó ra thôi để em sử dụng cho component của em. Ok. Ừ. Ok, em hết rồi ạ. Theo mọi người còn câu hỏi gì nữa? Anh quý hết rồi, thế nên thắng em nốt hai cái từ khóa đấy, tí về tìm hiểu thêm nhá. Vâng, thì em Ừ, học cố gắng cũng học học mình học sâu một tí đúng không? vâng. Vâng, thế nếu mọi người không còn gì thì buổi ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Ừ. Em cảm ơn mọi người. Rồi, ok. Vâng. Arigato.